Xin chào các bác, em là Hiếu Ô Tô. Hôm nay em đang nhận sửa chiếc màn hình theo xe của con Lexus 570 mà nó đang bị hiện tượng ố vàng màn hình, ố vàng toàn bộ màn hình. Cái hiện tượng này cũng rất nhiều xe nó bị cái dạng ố vàng màn hình các bác nhá. Và bây giờ để sửa nó ra, để sửa được nó thì chắc chắn là phải tháo được cái màn hình ra rồi. Bây giờ em hướng dẫn các bác cái cách tháo cái màn hình này luôn. Ok, để tháo được cái này ra thì trước tiên là để các bác phải tháo được cái tấm ốp hai bên này ra. Đấy, tháo cái tấm ốp ra. Đấy, nó sao tháo vào đây, kéo đi. Đó, tháo đi. Tháo nhất vào đây. Đó. Nó đang cũng đơn giản nữa. Bên này thì bên này đây. Đây. Ok. Sau khi cậy nó ra thì rút ra được, rút ra đi. Ok, bây giờ các bác có thể nhìn thấy các ốc của nó đây này. Đây này. Em phóng to mà. Này, đây là ốc của nó đây. Ở trên này là ốc rồi. Ngoài bị vàng màn hình như thế này, nó còn bị các hiện tượng khác như ố màn hình. Ố màn hình nhiều lắm rồi, em làm ố màn hình thì rất nhiều rồi. Và có thể xem các video khác của em. Ở đây em hướng dẫn các bác cách tháo luôn. Nếu các bác ở xa mà không tìm được nơi sửa chữa chiếc màn hình như này thì tháo ra như video em hướng dẫn rồi gửi về cho em sửa cho các bác nhé. Ok, đây là. Đó, kéo ra. Các bác cầm kéo. Từ từ đã, để tháo cái này ra. Trượt cái vô năng lên, trượt cái vô năng lên cao một tí. Hạ nó xuống rồi, tháo ra đi. Nhấc lên. Rồi, ok. Đây sân này. Đây các bác có thể thấy là cái ngàm kia nó nằm ở bên trong nhá. Ngàm nó nằm bên trong nên các bác trượt cái vô năng nó ra. Ok, sau khi tháo được còn có ốc ở trên này nữa này. Đó, ốc trên này rồi. Tháo nốt nó ra. Okay, bây giờ nhấc cái phần màn hình ra. Ok. Đây, trên phần màn hình này các bác nhìn này, nó có bốn con ốc hai bên. Bốn ốc. Con ốc này tháo nó hơi thừa, ốc này là tháo để mục đích là tháo cái đầu đĩa ra thôi. Nhưng mà mình không tháo đầu đĩa. Từ từ đã, trước khi đút rác thì phải tắt nguồn nó đi. Cho mượn cái nút Ok, bây giờ rút rắc ra. Rắc các bác nhìn rất là nhiều rắc lằng nhằng. Mà rút cái loại rắc này thì có ở bất kỳ cái rắc nào nó cũng có một cái bấm, một cái lẫy. Các bác phải ấn được cái lẫy xuống. Đó, thì mới rút được ra. Con này nó không có mã code nên các bác cứ rút thoải mái nhé. Một số dòng nó có mã code thì các bác phải chú ý. Rất nhiều dây rắc rồi. Ok. Okay. Coi như em hướng dẫn các bác cách tháo chiếc màn hình ra rồi. Nên đi lúc các bác nắp ngược lại thì cứ nắp vào như bình thường thôi. Sau khi em sửa một hồi, màn hình này đẹp, long lanh luôn, không bị hiện tượng ố vàng như trước nữa. Đây các bác có thể xem. Rất là đẹp. Audio FM. Rất là đẹp. Ok, nếu các bác bị hỏng lỗi như này thì mang qua em xử lý lấy ngay cho các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video ạ.